soi phim Giờ Vàng Gia Đình Mình Vui bất thình lình, khán giả khóc nghẹn phân đoạn chia tay của mẹ chồng nàng dâu. Ai diễn cũng hay. Điều mà chị cảm thấy tiếc nuối nhất khi quyết định ly hôn lại chính là hai đứa đấy. Người phải xin lỗi con là mẹ. Con ở với ai, con vẫn là con gái của mẹ. Soi phim Giờ Vàng sẽ soi sáng những chi tiết thú vị trong phim truyền hình hot nhất hiện nay mà chưa chắc bạn đã nhận ra. Sau khi giải quyết chuyện ly hôn với Công, Phương đã hẹn gặp các em tại nhà của Trâm Anh. Tại đây, Phương nói ra chuyện mình mất em bé, sau đó là việc quyết định ly dị. Và điều tiếc nuối nhất khi Phương rời khỏi nhà ông Cúc bà tại đó là mối quan hệ thân thiết của ba chị em dâu. Phân đoạn này nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh đã thể hiện rất xuất sắc, thậm chí không cần tốn nhiều nước mắt nhưng sự nghẹn ngào của cô khiến ai xem cũng xúc động. Cũng thời điểm này, ông Toại và Cúc đã họp gia đình cùng với ba cậu con trai. Danh lo lắng bố mẹ đã phát hiện ra chuyện của mình nhưng không ngờ đó lại là việc ly hôn của anh cả Công Cây. Khi biết chuyện, Thành và Danh cực sốc. Trong khi đó ông Toại thì đau lòng và thất vọng về con cái. Ai cũng tiếc bởi Phương là một nàng dâu hiền lành, đảm đang và luôn nghĩ cho hạnh phúc gia đình. Phân đoạn khiến nhiều khán giả rơi nước mắt nhất trong tập 45 của bộ phim chắc chắn phải nói đến thước phim Bà Cúc gặp ba người con gái. Bà Cúc đích thị là mẹ chồng quốc dân của phim Việt. Khi biết được chuyện con trai ly hôn, bà Cúc luôn trách con mình, bênh vực và thương con dâu. Hiếm có bà mẹ chồng nào ngoài đời có thể nhận ra được sự hy sinh của con dâu trong gia đình và nói ra được lời xin lỗi. Bà Cúc còn rơi nước mắt khi mong Phương sau này phải thật hạnh phúc, chứ nếu sống với người tệ bạc như con trai bà thì sẽ không thể nào tươi đẹp được. Sau buổi ngồi nói chuyện của bốn mẹ con, Phương và bà Cúc mới thực sự chia tay, nói những lời cuối trước khi con dâu về quê. Dù Phương có sống với ai, ở đâu thì cô vẫn là con gái của bà. Ngay từ khi phân đoạn phim lên sóng đã nhận được hàng ngàn lượt bình luận tích cực, quay xe hẳn với bộ phim so với tuần trước. Bên cạnh lối diễn xuất thần, lời thoại trong tập 45 cũng thực sự thâm thúy, chạm đến trái tim khán giả. Trong Gia Đình Mình Vui bất thình lình, nghệ sĩ nhân dân Lan Hương đã xóa bỏ hoàn toàn định kiến của khán giả khi trước đây bà toàn đóng những nhân vật mẹ chồng quái đản, ghê gớm, chèn ép con dâu trong các phim Thương Ngày Nắng Về, Sống Chung Với Mẹ Chồng. Bà Cúc có nhiều nét tương đồng với nữ nghệ sĩ ngoài đời nên không khó để bà thể hiện tốt nhân vật này, diễn như không diễn. Gia đình của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương có tới 4 thế hệ cùng chung sống và bà cũng rất hiểu và cảm thông cho con dâu, thoải mái để giữ gìn hạnh phúc tổ ấm nhỏ. Còn với nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh, nhân vật Phương đã là dạng vai thế mạnh của cô rồi, sở hữu lối diễn chân thật cùng gương mặt xinh đẹp phúc hậu. Cô đã trở thành nàng dâu xinh đẹp và hiền lành nhất màn ảnh Việt khi tham gia dự án này. Có thể thấy trong cả dàn cast Gia Đình Mình Vui bất thình lình, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh là người được nhiều người yêu mến nhất. Gia Đình Mình Vui bất thình lình đang ở giai đoạn cuối, khi những tình tiết phim đang được đẩy lên đến cao trào. Khi những nút thắt được mở ra sẽ mang đến những bài học giá trị cho khán giả, để mỗi người xem phim này đều yêu thêm tổ ấm nhỏ của mình. Hãy cùng theo dõi những tập cuối Gia Đình Mình Vui bất thình lình và series soi phim Giờ Vàng để soi những chi tiết thú vị của bộ phim này nhé.